Chọn kiểu tóc che khuyết điểm. Sau đây, tôi sẽ chỉ ra một số kiểu tóc cách xử lý phù hợp nhất cho các loại hình dáng khó. Nam giới hiện đại đã từng có bài viết về việc chọn kiểu tóc cho từng khuôn mặt. Và hôm nay tôi muốn đi sâu hơn nữa về việc chọn kiểu tóc cho từng dáng đầu hay thuật ngữ của các tay thợ cắt tóc gọi là hộp sọ. Bạn biết đấy, cấu trúc hộp sọ của mỗi người là rất khác nhau. Những ai sở hữu dáng đầu tròn trịa thì cũng may mắn chẳng kém gì một khuôn mặt hình oval. Những ai có vầng trán cao, gáy bẹt, gáy phồng, đỉnh đầu nhọn, vân vân đều có thể liệt vào dạng hộp sọ đặc biệt. Mái tóc của bạn sẽ phải gánh nhiệm vụ che lấp cân bằng những khuyết điểm sao cho gương mặt trở nên thật tinh tế và hài hòa. Sau đây, tôi sẽ chỉ ra một số kiểu tóc cách xử lý phù hợp nhất cho các loại hình dáng khó. Trán cao, những anh chàng có vầng trán cao không nên để tóc ở hai bên mọc dài thẳng đứng bởi phần trán trông sẽ càng lộ rõ hơn. Cách xử lý ở đây là vuốt chéo tóc mai ra phía sau để tạo hiệu ứng kẻ ngang ngược với chiều dài của trán. Phần trán lúc này sẽ bớt đồ sộ hơn. Phần tóc mái cũng không nên đi theo xu hướng slick back hay các kiểu vuốt ngược quá sát mà phải có độ phồng nhất định. Pompadour, quick hay mái ngắn vuốt lệch sẽ là lựa chọn hợp lý hơn cả. Hoặc nếu bạn thích sự đơn giản thì các kiểu tóc mái buông, hơi bám sát trán cũng rất tuyệt để che khuyết điểm. Nên xem 10 kiểu tóc tăng nam tính dành cho quý ông tháng 3. Đỉnh đầu nhọn, nhiều người nghĩ càng nuôi tóc dài ở phần trên sẽ càng dễ che đi khuyết điểm này. Nhưng thực tế lại không phải vậy, tóc quá dài ở đỉnh đầu sẽ càng làm tăng chiều cao của phần chóp. Bạn sẽ cần nhiều hơn đến các kiểu đầu có pha undercut cắt sát hai bên và sau gáy. Phần tóc phía trên sẽ phải tỉa gọn gàng, trong khi độ dài của phần mái chạm quá mũi, để khi vuốt ngược ra sau, chúng sẽ tạo thành một tấm khiên dày vừa phải đủ để che phần đỉnh đầu nhọn của bạn. Gáy phồng, vẫn là nguyên tắc cân bằng được đem ra áp dụng thật triệt để, phần tóc gáy tỉa mỏng trong khi tóc đằng trước cần có độ dài và dày hơn. Hãy nghĩ tới các kiểu đầu vuốt dựng cơ bản, vuốt rối phần tóc trên đầu để tạo sức nặng tương xứng với phần gáy phồng. Gáy bẹt, ngược lại với những người sở hữu phần gáy phồng, phần gáy bẹt cần được ngụy trang chu đáo bằng tóc dày phía sau. Phần tóc hai bên cũng cần có độ dài nhất định để tạo cảm giác đồng đều với sau gáy. Sidepart, slick back hay pompadour sẽ là những lựa chọn cần ưu tiên. Nên xem cách nào giữ tóc luôn bồng bềnh mà không cần keo vuốt. Trán thấp, rất hoan nghênh những ai có trán thấp để tóc có độ phồng cao. Lý do thì quá rõ ràng rồi, bạn cần phải tạo ra hiệu ứng về chiều cao cho trán. Các kiểu tóc dài, hơi ngược ra phía sau một chút không được vuốt quá sát nếu không muốn lộ ra khuyết điểm, rất hợp với bạn. Bạn nghĩ sao về kiểu tóc French crop với phần tóc phía trên đánh rối bạo dạn hơn một chút? Nếu chăm chút hơn nữa, có thể xử lý độ phồng cho tóc bằng cách uốn xoăn nhẹ.